đến với chương trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 được phát trên kênh TVB Channel. Các em ạ, có lẽ là không còn nhiều thời gian nữa để chúng ta phải bước vào kỳ thi rất là quan trọng, đó là kỳ thi vào lớp 10. 9 năm nhận sách, đây là lúc mà chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để chúng ta có thể vượt qua một cái kỳ thi gọi là rất là quan trọng trong đợt học sinh. Đấy. Vậy thì chắc chắn rằng môn hình là một môn mà các em rất là sợ. Đấy, các bạn rất là sợ môn hình. Đấy, tuy nhiên môn hình cũng là một cái phần quan trọng, nó chiếm một cái lượng ý khá là lớn, thông thường là tỷ lệ 46 hoặc là 37. Đấy. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể chinh phục được cái phần hình này? Đấy. Và làm sao để chúng ta có thể lấy được cái lượng điểm tối đa khi chúng ta bắt tay vào làm cái phần hình? Vậy thì trong video này thầy sẽ giúp các em điều đó, và cái thời lượng khoảng trong vòng khoảng 4 phút thì giáo sẽ cố gắng sẽ truyền tải với em cái kiến thức căn bản nhất, những cái dạng toán hay thi nhất trong các đề thi 1-10. Đấy, hy vọng là các em phải theo dõi và cùng học tập với thầy em nhé. Thế thì trong video ngày hôm nay thầy giáo sẽ cùng em khai thác một cái bài toán, một cái chùm bài toán liên quan đến tam giác nội tiếp đường tròn. Nội dung của đề bài là cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn O, các đường cao AD, BE, CF khác nhau tại H, và các đường tròn O lần lượt tại M, N và P. Thì đây là một trong những cái chùm bài toán mà rất nhiều tỉnh thành nó ra, rất nhiều em. Vậy thì các dạng toán nào nó liên quan đến phần này thì thầy giáo sẽ khai thác cho các em mọi khía cạnh liên quan đến cái bài toán này. Thế thì bài toán xuất phát đầu tiên thông thường là cái gì các em biết không? Thông thường là tứ giác nội tiếp. Vậy thì đầu tiên là chúng ta tìm và chứng minh các tứ giác nội tiếp. Và chứng minh các tứ giác nội tiếp. Thế thì cái phần này là đa số các thầy cô và các em học rất là kỹ, vì nó liên quan rất nhiều đến kiến thức khác nhau. Vậy thì thầy giáo chỉ ra thôi nhé, chỉ ra nhanh cho các em các cái tứ giác nội tiếp trong cái hình này. Thế thì đầu tiên các em nhìn thấy là AFHN là tứ giác nội tiếp, đúng không em? Vì sao? Vì có F cộng với E bằng 180 độ. Tứ giác thứ hai đó là gì? BFHB. Tứ giác thứ ba là CEHB. CEHB đó là ba tứ giác nội tiếp dễ nhìn thấy nhất trong cái hình này. Ngoài ra chúng ta tiếp tục tìm hiểu các cái tứ giác khác như là BFEC nội tiếp, lý do là vì góc BEC bằng góc BFC, mà hai góc này cùng nhìn cái cạnh BC, đúng không em nhỉ? Đấy. Tứ giác nội tiếp thứ năm đó là tứ giác là CDFA, vì có CDA bằng CFA cùng nhìn đoạn AC. Và tứ giác nội tiếp thứ sáu là AEBB nội tiếp. Các em được chưa? Đấy, như vậy là trong cái hình này có 6 tứ giác nội tiếp, thì thầy không chỉ bày ra cho các em nhưng mà phải chỉ rõ ra cho các em rồi. Đấy, các em được chưa? Đấy, cái mảng kiến thức thứ hai liên quan đến phần này đó là liên quan đến tam giác đồng giải. Tam giác đồng giải và chứng minh các hệ thức. Tam giác đồng giải và chứng minh các hệ thức. Vậy thì trong cái hình này có rất nhiều tam giác đồng giải không? Đấy, cụ thể thì là để chỉ ra cho em không qua từng bài toán một. Thế thì bài toán đầu tiên liên quan đến phần tam giác đồng giải đó là các em phải chứng minh cho thầy là AE nhân AC bằng AF nhân AB. Đấy. Thì đây cũng là một câu khá là cơ bản nhưng cũng là cái phần có thể làm các đề thi. Vậy thì phần này chắc chắn liên quan đến tam giác đồng giải rồi. Thì thông thường các em để nhìn vào cái hệ thức này để dự đoán tam giác đồng giải. Vậy thì các em thấy rằng là AE kết hợp với AB thì tạo ra tam giác AEB, và AF kết hợp với AC thì tạo ra AFC. Đấy, như vậy là nhanh chóng ta xét cả tam giác là AEB và tam giác. Rồi, tam giác AEB và tam giác AFC. Các em thật để ý thấy hai tam giác này AEB AFC
Đây là hai tam giác vuông em, hai tam giác vuông. Vậy thì chắc chắn là có góc AEB bằng góc AFC bằng 90 độ và góc A là góc chung này. Vậy từ đây ta suy ra được tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC theo trường hợp góc góc. Đồng dạng thì các em suy ra tỉ số thôi, tỉ số gì đấy em? Thì nó bày cho em cái cách chỉ ra cái tỉ số đúng khi ta biết chính xác rồi nhé. AE là vô nhân số 1 trong 2, bên này số 1 trong 2. AE trên AF bằng cái gì? AB, AB là 1, 3 bằng trên AC. Và bằng EB là 2, 3 bằng trên FC. EB trên FC. Vậy thì từ đây ta sẽ suy ra ngay thôi, nhân chiếu cái tỷ lệ đầu tiên này. AE, AC, AF, AB. Và trên cơ sở phát triển tiếp theo là ta sẽ chứng minh cái tam giác. Em chứng minh cái tam giác là AEB đồng dạng tam giác ABC. Em suy nghĩ đi xem. Để chứng minh cái này, hai tam giác này đồng dạng, ta làm thế nào? Thì ở đây các em phát triển tiếp cái phần ở câu A đó. Cái từ cái tỉ số ấy này, AE trên AF và AB trên AC, thì ta phải suy ra được điều gì đây? Theo câu A ta có là gì? AE trên AB bằng AF trên AC. Đấy, AE trên AB bằng AF trên AC. Như vậy AE và AF tỷ lệ với AC và AB rồi. Tỷ lệ với AB và AC rồi. Kết hợp với góc A và góc chung. Vậy thì ta suy ra được tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC theo trường hợp góc góc. Ồ, như vậy là vấn đề được giải quyết rất nhanh em nhé. Đấy. Ngoài ra là những cái tam giác tương tự xuất hiện rất là nhiều, như là BDF và CEB, nó cũng tương tự thì tam giác là AEF. Thì như vậy mà nó có thể làm cái khía cạnh khác một chút. Và phát triển tiếp cái vấn đề về tam giác đồng dạng thì người ta có thể yêu cầu chứng minh tiếp một cái câu như thế này, nó khó hơn một chút, đó là chứng minh rằng là BF nhân với BA cộng với CE nhân với CA bằng BC bình phương. Bằng BC bình phương. Vậy thì như ở trên ta đã chứng minh như là AF nhân AB bằng AE nhân AC bằng cách sử dụng tam giác đồng dạng rồi. Vậy thì tương tự ta hoàn toàn có thể chứng minh được là BF nhân BA bằng BB nhân BC và CE nhân CA thì bằng CD nhân CB. Đấy, việc chứng minh đó thì các em tự chứng minh nhé. Thế thì tương tự trên ta có cái gì? Ta chứng minh được. Em dùng tam giác đồng dạng để chứng minh được cái thầy nhé, là BF nhân BA thì bằng BD nhân BC. Đấy. Cái vấn đề này là BF, BA, BD, BC thì dựa vào tam giác là BDA và BFC em nhé. Đấy. Và C, CE nhân CA thì bằng CD nhân BC. Thế thì các em cộng lại thôi, các em cộng lại. Thế đây suy ra là BF nhân BA cộng CE nhân CA bằng BD nhân BC cộng CD nhân BC. Thì chúng ta đặt là BC ra ngoài, trong là còn BD cộng với CD. Nhưng ở đây BD cộng với CD chính là bằng BC. Như vậy này là BC nhân BC bằng BC bình phương. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều tam giác đồng dạng khác, cụ thể như là tam giác là DHB sẽ đồng dạng DHB sẽ đồng dạng với DAC. Từ đó người ta có thể yêu cầu chúng ta chứng minh những cái tỷ những cái đẳng thức như là DH nhân DA bằng DB nhân DC. Đấy, ví dụ như vậy để làm tiếp tục phát triển được em. Đấy, chứng minh là DH nhân với DA
bằng BB nhân DC. Đây cũng là một cái ứng dụng tiếp theo của cặp tam giác đồng đẳng mà thầy giáo sẽ chỉ ngay sau đây cho các em. Đó là tam giác liên quan đến DHBB, chắc chắn là tam giác là DHB. Và tam giác liên quan đến DC và DA chính là DAC. Vậy thì hai tam giác này có cái gì đây? D1 bằng D, D2 bằng 90 độ. Và cần một cặp góc nữa, cần một cặp góc nữa. Vậy thì ta sẽ để ý đến cái B1 này và A1. Hai góc này bằng nhau vì các em phóng tầm mắt ra thì nó sẽ cùng phụ với cái góc này, đúng chưa các em? Đấy. Vậy thì hiện tại ta sẽ chứng minh được là tam giác là DHB đồng đẳng với tam giác là DAC theo trường hợp góc góc đó là chỉ đây là O và A. Đấy. Từ đây suy ra tỷ số thôi là DB là DH trên DA và DB trên DC. Và do đó là ta được suy ra được là DH nhân với DC DHB, DHB, DAC, DH nhân với DC bằng DA, DB. Rồi, thì ta sửa cái đoạn này trước nhé. DH nhân với DC bằng DB nhân DA, DH, DC bằng DB nhân DA. Như vậy là thầy đó kết thúc cái phần là sử dụng tam giác đồng đẳng và chứng minh hệ thức ở cái ý này. Đấy, ngoài ra còn rất là nhiều cái các em có thể khám phá thêm các tam giác đồng đẳng trong cái hình này các nhé. Và phần tiếp theo chúng ta cần khai thác ở trong cái bài này đó là việc chứng minh góc bằng nhau. Chứng minh góc bằng nhau. Vậy thì những cái dạng nào là liên quan đến chứng minh góc bằng nhau thì có thể là người ta yêu cầu là chứng minh tia phân giác hoặc là chứng minh song song. Cụ thể như phần thứ nhất đó là chứng minh rằng là H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DES. Thì các em nhớ lại rằng là tâm đường tròn nội tiếp là gì? Là giao của ba đường phân phân giác. Vậy thì ta cần phải đi chứng minh, là H là giao của ba đường phân phân giác. Đấy. H là giao của ba đường phân giác. Vậy thì cụ thể là như thế nào thì các em để ý nhé. Ta sẽ chứng minh cái đầu tiên. Đó là EH là phân giác của góc BES. Thì em để ý thấy góc E1 và góc E2, chúng ta phải tìm mối liên hệ giữa hai cái góc này. Thì việc chứng minh góc bằng nhau là thường là liên quan rất nhiều đến tứ giác nội tiếp. Do đó là chúng ta để ý thấy em để ý thấy nhé, là góc E1 này, ta xét tứ giác là BF, EC nội tiếp, đúng em này, bốn điểm này nằm trên đường đường tròn. Vậy thì E1 nó nhìn đến đây là nó chắn đến đây, chắn đến BF. Và cái C1 này, C1 nó cũng nhìn đến đây, nó cũng chắn BF. Vậy thì E1 bằng C1 đấy. Nhưng nhìn hẹp lại một chút, cái tứ giác là CD, HE nội tiếp. Do đó là C1 chắn đến đây và E2 chắn đến đây. Như vậy là C1 bằng E2 cùng chắn cùng DH. Do đó là E1 bằng E2 và EH là phân giác rồi. Đấy, em rõ chưa? Đấy thì để chứng minh một cách rõ ràng cái điều này, chúng ta sẽ xét từng cái tứ giác nội tiếp được một em nhé. Xét tứ giác là BH, EC nội tiếp, tứ giác này nội tiếp thì E1 bằng C1 cùng chắn cùng BF. Đấy. Tiếp tục ta xét cái tứ giác là CDHE nội tiếp thì suy ra là E2 cũng bằng C1 cùng chắn cùng HD. Vậy thì suy ra được điều gì? E1 bằng gì rồi? E1 bằng E2. Do đó là EH là tia phân giác của góc DES. Đấy. Bằng cách chứng minh tương tự thôi em ạ, chứng minh tương tự FH là phân giác của góc này và DH là phân giác của góc này. Đấy. Chứng minh tương tự. Các em có quyền này, có cái quyền nói như thế này các em nhé. Đấy.
chứng minh tương tự FH là phân giác của góc EFH và DH là phân giác của góc EFH. Vậy thì H là giác của ba đường phân giác, do đó ta phải suy ra được là H là tâm đường tròn nội tiếp. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là EFH. Đấy, đó là cái ứng dụng góc bằng nhau để chứng minh tiêu phân giác. Và cái vấn đề tiếp theo là thầy giáo muốn cùng các em để tìm hiểu một cái việc chứng minh góc bằng nhau liên quan đến tiêu phân giác nữa, đó là chứng minh rằng là MNB cậu B, chứng minh NB là phân giác của góc là góc PNM. Đấy, chúng ta nói là vậy thì để chứng minh tiêu phân giác chắc chắn chúng ta phải chứng minh góc bằng nhau rồi. Chúng ta lại tiếp tục đánh số là N1 và N2. Thì chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu mối liên hệ của N1 và N2. Thì em để ý thấy rằng là N1 xét cái đường tròn O, N1 chấm cung PB nó sẽ bằng C1, đúng chưa các em? Đấy, cùng chấm cung PB. Thế thì C1 này liệu có thể có liên quan gì đến cái N2 này hay không? Thì các em để ý thấy N2 này. N2. Rồi, liên hệ được rồi. N2 sẽ bằng A2. Vì sao các em nhỉ? N2 bằng A2. Vì sao đó? Thì cùng chẳng cung BM của đường tròn O đấy. Các em để ý thấy nhỉ? N1 bằng C1, N2 bằng A2. Nhưng cái tứ giác BFAC nối tiếp lên A2 bằng C1. Vì sao đấy nhé? Cùng chẳng cung D thì nhé. Đấy, như vậy là chúng ta có thể suy ra được N bằng N2. Đấy, em rõ chưa? Ta xét đường tròn O. Xét đường tròn O thì các em thấy là góc N1 bằng góc C1 cùng chẳng cái gì đây? Cùng chẳng gì đây các em nhỉ? Cùng chẳng cung B, BP. Anh em rõ chưa? Đó là tiếp tục vẫn đang xét đường tròn O. Thì vẫn đang xét đường tròn O thì N2 bằng A2, N2 bằng 2 A2 cùng chắn cung BM, cùng chắn cung BM. Đấy, tuy nhiên chúng ta xét tứ giác BF AC nối tiếp, xét tứ giác BF AC nối tiếp thì suy ra đường này là A2 bằng C1. Đấy, cùng chẳng cùng DF đúng không em? Thế thì liên hệ ba cái này, N1 bằng C1, N2 bằng A2, A2 bằng C1. Từ đó ta sẽ chỉ ra được N1 bằng N2. Tức là NB là phân giác. Thầy xin lỗi, cái này là NB là phân giác của NB là phân giác của góc là PNM. Và một phần liên quan đến cái góc bằng nhau nữa, đó là chứng minh từ này, chứng minh NP song song với EF. NP song song với EF thì việc chứng minh NP song song với EF thông thường ta nghĩ đến việc là chứng minh cặp góc so lên trong bằng nhau, cặp góc đồng vị bằng nhau. Thế thì ta xem đây, NP EF này, ta xem mối liên hệ giữa cái góc này với góc này hay không. Thì chúng ta thấy này, em thấy em nhìn rõ nhé, N1 bằng N1 này, xem E1 trước, E1 bằng C1 rồi, em nhìn thấy không, nhanh chóng E1 bằng C1, C1 bằng N1,
Thế thì n một bằng bằng e một thì hai cái này song song thôi. Để cái cách câu này còn dễ hơn rất là nhiều. Thì bạn thầy giáo viết ngắn gọn nhé. E một bằng c một cùng chắn cái cung là bf cũng nhất em. Cái này nói ở trên rồi. Đấy, c một sẽ bằng n một. N một bằng c một cùng chắn bp. Vậy từ đây ta được suy ra được bằng e một bằng n một. E1 bằng N1 thì chia ra là NP song song với EF. Đấy. Như vậy này, tiếp thầy giáo tiếp tục giới thiệu một cái phần kiến thức liên quan đến cái bài toán này, đó là chứng minh góc hình nhóm. Đấy, ứng dụng đó là chứng minh tia phân giác và chứng minh song song. Ok. Để tiếp tục phát triển bài toán này, thầy giáo kẻ thêm cái đường kính AK. Kẻ thêm đường kính AK. Và cái yêu cầu đầu tiên liên quan đến phần này là hãy chứng minh cái tứ giác là BHCK là hình bình hành. Đấy. BHCK là hình bình hành. Thì để chứng minh được điều này thì giáo cũng có cái gợi ý cho các em, đó là cái BH này đường K nên BH này sẽ song song với AC, BH sẽ song song với AC. Và cái thứ hai là cái đường AK này là đường kính, AK đường kính chia ra là các góc ACK là góc vuông, thành thử là KC cùng góc AC. Đấy, các em hiểu chưa? Vậy từ đây chia ra là CK song song với BH cùng góc AC. Đấy. Đấy. Ok chưa? Đấy, thế thì ta có này BH song song với KC cùng vuông góc với AC. Thì đó, vì đơn giản nên thì nó ngắn gọn một chút nhé. Khi các em đi thi, các em trình bày thì các em trình bày rõ ràng ra, các em trình bày rõ ràng ra cái góc vuông tại sao các em nhé. Và tương tự là CH song song với BK cùng vuông góc với AB thì dẫn đến cái thứ khác là BHCK là hình bình hành. Đấy. Vậy thì một cái tiếp theo nữa đó là chứng minh rằng là HK đi qua trung điểm BC, đi qua trung điểm Y của BC. Thế thì bài toán này mang tính chất phát triển thôi, nhưng mà cái kiến thức của nó thì nó rất rõ ràng rồi các em nhé. Vậy thì hình hình hai này, hình hai thì hai đường chéo cắt nhau tại đâu các em nhỉ? Đâu đây em cắt nhau trung điểm của mỗi một đường, được chưa? Đấy, BHCK là hình hành mà nên cái này là phải là trung điểm BC rồi. Đấy, ok. Và đây là điểm B, C. Đấy. Trên cơ sở là Y là trung điểm của BC thì hoàn toàn ta có thể suy ra được là cái OI này nó sẽ như thế nào với BC các em nhỉ? OI này sẽ như thế nào với BC? Sẽ vuông góc với BC. Do đó là người ta hoàn toàn có thể yêu cầu là chứng minh rằng là OI song song với AH. OI song song với AH. Tất cả rồi, IB bằng IC rồi. Đúng chưa? Đấy, IB bằng IC thì OI thì cũng góc BC, AH cũng góc BC thì OI song song với AH. OI song song với AH. Và một cái phát triển tiếp của cái phần này là thầy giáo sẽ khai thác tiếp cái Y là trung điểm của BC và O là trung điểm, thầy xin lỗi, Y là trung điểm của HK và O là trung điểm của AK thì OI chính là đường trung điểm của AKH, do đó là OI bằng 1/2 AH. Chính vì vậy mà nếu như người ta có một cái liên hệ này đó là nếu đường tròn O cố định, BC cố định, đường tròn O cố định, BC cố định thì hãy chứng minh rằng là bán kính đường tròn ngoại tiếp
tam giác ADS không đổi, không đổi khi A di chuyển, khi A di chuyển trên cung lớn DC. Đấy. Vậy thì làm sao để ta chứng minh được điều này? Thì như thầy đã nói ở trên, ta phải liên hệ với cái OI này là đường trung bình của tam giác là A, K, H. Nhưng O cố định, BC cố định thì OI cố định, đúng chưa các em? Đấy, do đó là ta có là OI bằng 1 phần 2 AH, hay nói cách khác là AH bằng 2 lần OI. Như vậy OI cố định thì AH cố định, mà AH là đường kính của cái đường tròn tiếp tam giác này, do đó là bán kính của nó cũng cố định thôi. Đấy, các em đọc chưa? Đấy, ta có AH là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác AF. Đấy, mà ta thấy rằng là OA bằng OK là IH bằng IK, nên dẫn đến là OI là đường trung bình, là đường trung bình của tam giác là AK. Vậy suy ra là OI bằng 1 phần 2 AH, hay AH bằng 2 lần OI, AH bằng 2 lần OI. Mà O cố định, cố định BC cố định, vậy thì đương nhiên là OI cố định. OI cố định thì AH không đổi. Đấy, ta suy ra được điều chứng minh. Phần tiếp theo thầy giáo muốn khai thác ở trong cái phần này đó là liên quan đến tiếp tuyến, liên quan đến tiếp tuyến. Thì nội dung của phần này thì đã phải chứng minh rằng là IE và IF là tiếp tuyến của đường tròn, của đường tròn ngoại tiếp tam giác AES. Đấy, vậy thì các em nhớ lại xem, các em nhớ lại xem là để chứng minh tiếp tuyến của đường tròn thì ta cần phải chứng minh điều gì? Em nhớ lại đi, ta phải chứng minh điều gì? Là ta phải chứng minh là nó phải vuông góc với bán kính. Đấy, nó phải vuông góc với bán kính. Thế thì đường tròn ngoại tiếp cái tam giác này thì ta biết rồi, đó chính là đường tròn đường kính là gì? Đường kính là A, AH, đúng không? AH là nội tiếp đường tròn đường kính AH mà. Đấy, nên ta sẽ gọi, ta gọi G là trung điểm của AH. G là trung điểm của AH thì ta phải đi chứng minh rằng là IEM vuông góc với IEM vuông góc với GE. IEM sẽ vuông góc với GE. G là tâm này mà là trung điểm AH, là tâm đường tròn rồi. Thì các em quan sát kỹ nhé. Thế thì ta có, các em quan sát kỹ này, ta có là GA bằng GE. Đấy, hãy gọi là tâm hoặc tâm G A và G E, suy ra là tam giác G A E cân, cân thì suy ra là góc G A E chính là bằng góc G E. Đấy, hai cái góc này bằng nhau. Đấy, lại có là tam giác B E C, lại có tam giác B E C vuông lại E bên này, nên EI là đường trung tuyến ứng với lại viền, nên ta phải suy ra là EI bằng IC bằng IB bằng BC nhân 2.
do đó là tam giác là IENC cùng cân. Cân thì suy ra là góc IENC bằng góc ICE. Đấy. Như vậy cộng lại thôi, cộng hai cái này lại. Từ đó ta sẽ suy ra được là góc GEA. Góc GEA cộng với góc IENC. Đấy. Cái này bằng cái này bằng, cái này bằng cái thì bằng góc là GAE cộng với góc là ICE. Và các em nhìn rộng ra, các góc này liên quan đến tam giác ADC. Đấy, hai góc này cộng lại là bao nhiêu độ nhỉ? Cái này bằng 90 độ. Đấy, như vậy GEA cộng với IEC bằng 90 độ. Vì ta chỉ suy ra được là góc IEG bằng 90 độ. IEG bằng 90 độ thì suy ra là IE vuông góc với GE. Suy ra IE là tiếp chiếm rồi của đường tròn, đường tròn đường kính A, đường tròn ngoại tiếp tam giác AES. Đấy, ok chưa các em? Và phần thứ 6 thầy giáo muốn cùng các em khai thác cái bài toán này, đó là liên quan đến cực trị. Cực trị. Thế thì để làm cái phần này thì ta cần có một cái phần cố định. Đó là nếu BC cố định, O cố định và A di chuyển. A di chuyển. Và thứ nhất, xác định A, xác định vị trí của A để S của tam giác là ABC lớn nhất. S của ABC lớn nhất. Thế thì câu này khá là dễ, thì ta có S ABC bằng gì? Có phải là bằng 1 phần 2 AD nhân BC. Đấy mà BC cố định rồi. Mà BC cố định rồi. Vậy suy ra S ABC lớn nhất khi nào? Khi AD lớn nhất. Khi AD lớn nhất. AD lớn nhất ở đâu các em hình dung này? AD di chuyển này. AD lớn nhất khi này. A là chính giữa của BC. Và ý B có thể khai thác đó là xác định vị trí của A để S của AES lớn nhất. S của AES lớn nhất thì như trình bày ở trên thì ta có là tam giác AES đồng dạng với tam giác ABC rồi. Tam giác đồng dạng thì tỷ lệ của nó là điều đó suy ra là nếu S AES lớn nhất, S AES lớn nhất thì bắt buộc là S ABC cũng là cũng phải lớn nhất. Rồi S ABC lớn nhất thì suy ra là xem một ý A. Đấy, ok chưa? Như vậy là em thân mến, là trong thời lượng khoảng tầm 45 phút như một tiết học thôi, nhưng thầy giáo đã trình bày cho các em một cái mảng kiến thức khá là quan trọng trong cái phần hình học lớp 9. Hy vọng rằng cái video của thầy sẽ giúp các em ôn tập tốt kỳ lượng kiến thức để chúng ta chinh phục kỳ thi vào lớp 10. Xin chào và hẹn gặp lại các em.